Phản ứng trái ngược của mỹ nhân Việt khi bị anti-fan gọi là mái đẻ, Minh Hà xù lông, hãy bằng khéo léo. Trong showbiz Việt, không ít gia đình hạnh phúc nên đã quyết định sinh liền nhiều con. Điều đó khiến các sao nữ này vô tình bị một số cư dân mạng gọi là mái đẻ. Tuy nhiên khi gặp trường hợp này, các mỹ nhân Phibis lại có thái độ và phản ứng khác nhau. Vợ chồng Lý Hải, Minh Hà. Cuộc hôn nhân hơn 10 năm hạnh phúc của Lý Hải, Minh Hà được rất nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cặp đôi hiện tại đã có 4 nhóc tỳ, trong đó có 2 trai, 2 gái. Minh Hà cũng trở thành một trong những bà mẹ đông con nhất nhì Phibis. Được biết chỉ trong 5 năm, bà xã Lý Hải đã sinh liền 4 con. Dẫu vậy nhưng vợ chồng nam diễn viên vẫn muốn có thêm người con thứ 5. Vì sinh nhiều con nên Minh Hà từng gặp một số ý kiến trái chiều và có anti-fan gọi cô là mái đẻ. Bà xã Lý Hải vô cùng tức giận khi gặp phải bình luận kém duyên này. Có lần, cô xù lông đáp trả trên Facebook: "Mái mà đẻ ra người được à, bạn đang nói mẹ của bạn đó hả? Hay bạn không phải là con người nên không biết ai đẻ ra được con người?" Sau nhiều lần gặp phải những ý kiến khiếm nhã như thế, dần dần Minh Hà cho biết cô đã quá quen với điều đó. Trong bài phỏng vấn với Vietnam.net, bà xã Lý Hải chia sẻ: "Thật ra trước đây có một lần tôi cũng hơi khó chịu chứ không hẳn là tổn thương. Khi ấy tôi đã đặt ngược một câu hỏi, đó là mái nào đẻ được con người nhỉ? Tuy nhiên tôi nghĩ lại, nói là quyền của mọi người, còn mình không cho phép bản thân bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó. Từ đó đến nay tôi không quan tâm nữa." Hải Băng. Hải Băng Thành Đạt cũng là một gia đình đông con của Phibis. Thế nhưng trường hợp của cô khá đặc biệt vì sinh liền 3 con chỉ trong 2 năm rưỡi. Trong lần thứ 3 mang thai, nữ ca sĩ khiến khán giả ngỡ ngàng khi thông báo có thai được 8 tuần, trong khi vừa sinh mổ được 3 tháng. Vì vậy, giọng ca viên đá nhỏ gặp một số vấn đề sức khỏe trong lần 3 mang bầu. Sinh liên tục 3 con trong thời gian ngắn, Hải Băng cũng bị cư dân mạng cà khịa. Thế nhưng nữ ca sĩ lại tự nhận mình đẻ hơn cái mái. Bà xã Thành Đạt viết trên trang cá nhân: "Thèm cái cảm giác thoa thoa chát chát, rồi nịch cái bụng mở lòi sau khi sinh dễ sợ. Tính đi tính lại thấy mình cũng hay thật, đẻ hơn cái mái. Chưa kịp làm gì lại đẻ. Đẻ xong khi ô, lần này em treo trứng luôn nhé. Chứ mà đẻ nữa ông chồng lấy thêm bà nữa quá. Đùa chứ sức khỏe không cho phép, mà em cũng thấy như vậy là quá đầy đủ với em. Chỉ mong ngày gặp con trong bình an hạnh phúc." Hoa hậu Oanh Yến. Oanh Yến từng được khán giả gọi là hoa hậu đông con nhất Việt Nam khi có đến 6 nhóc tỳ. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, nàng hậu làm mẹ đơn thân nuôi 2 bé. Khi gặp gỡ bạn trai doanh nhân, cô quyết định đi thêm bước nữa và sinh 4 con cho ông xã. Vì có nhiều con nên Oanh Yến cũng không thể tránh bị một số dân mạng kém duyên gọi là mái đẻ. Tuy nhiên nàng hậu vẫn cảm thấy tự hào khi được làm bà mẹ đông con. Cô tâm sự với trang Đời Sống: "Người ta gọi vậy tôi cũng chỉ biết cười thôi. Còn đến bao nhiêu thì tôi đón nhận bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi cũng chợt nghĩ sao mình có nhiều con như vậy nữa. Từ xưa tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phòng tránh thai hay kế hoạch sinh sản." MC Minh Trang. Minh Trang là nữ MC nổi tiếng của đài VTV. Cô thường dẫn các chương trình như Đồ Rê Mí, Bài Hát Việt, Quốc Gia và Khởi Nghiệp v.v. Ngoài đời thực, nữ MC đã có 4 người con và cũng thường gặp những bình luận kém duyên về vấn đề sinh con. Cô nàng lựa chọn cách đáp trả nhẹ nhàng, đầy tinh tế: "Đừng xù lông nhím làm gì vội, vì thực sự điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của chính mình trước tiên. Hãy nghĩ nó nhẹ nhàng rằng, thực ra đây là một câu hỏi bâng quơ mang tính chào hỏi, giao đãi thì đúng hơn. Giống câu đi đâu đấy. Bởi thực tế thì nhiều người cũng hơi nghèo nàn về câu chuyện thật. Họ chẳng nghĩ nổi ra thứ gì hay ho hơn là những câu cửa miệng như thế. Bên cạnh những nhận xét ác ý thì vẫn còn nhiều khán giả bức xúc khi các mỹ nhân Việt sinh nhiều con, bị anti-fan gọi là mái đẻ. Tuy có thái độ khác nhau khi đối mặt với bình luận khiếm nhã này, nhưng các phản ứng của những bà mẹ Phibis này đều được netizen ủng hộ. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.